Ok, hello anh em, lại là em Hải Rồng đây. Thì có rất nhiều anh em chưa biết thì em chuyên dòng kim long có bối size lớn, bối và HB size lớn. Đằng sau anh em. Rồi ok anh em, hôm nay thì em lại lên cho anh em một con hàng khá là khét. Đó, đó chính là em bối 24K 4 số body sumo. Size thì dao động từ 57 đến 58. Nói chung cần 60. Nhìn nó đã lắm anh em ạ. Nhấn lực. Con này thì được cái là cái tổng thể body của nó rất là cân đối. Nó không bị bể body và hậu là rất là nở. Ok chưa? Đuôi xòe căng, lúc nào cũng xòe khít, căng hết luôn. Đó. À, đầu thì hơi muỗng nhẹ nhưng bản lưng thì rất là dày. Thì nó thuộc cái body của nó thuộc cái kiểu mà sumo ấy anh em. Đó, chai đuôi là nhuyễn luôn nha. Gần như là full kín mít luôn. Và lưng là gần leo full hàng 6. Ok chưa? Đó, mắt, môi, râu, tất cả mọi thứ chuẩn chỉ hết. Mà được cái con này em rất kết. Kết là ở điểm gì anh em biết không? Cái thứ nhất là nó rất lạ. Lạ ở cái chỗ là, đó, em đang quay cái đèn trắng nha, không có đèn màu, đèn miếc gì đâu nha anh em. Lạ là ở cái chỗ là lòng vẩy hơi tím nhẹ. Đó, nhưng mà viền bên ngoài thì phun màu trắng. Ai, rất là lạ nha. Đó, con này thì không biết phải dùng cái từ gì để diễn tả nổi em đó. Thường là con bối là viền bên ngoài là màu vàng đúng không anh em? Nói chung là hơi ánh vàng. Còn con này thì nó vàng hơi nhẹ nhẹ một xíu thôi. Nhưng mà gần như là nhìn, nếu nhìn bên ngoài là nhìn như kiểu màu trắng luôn. Đó, nhìn rất lạ mà rất kỳ nha. Bé này thì em đang bán với cái giá hiện tại là 13 chấm. Size 57, 58, gần 60. U gần 60 là thuộc cái dòng khủng long anh em. Còn cái kích thước mà hồ để chứa em đó thì rất là đơn giản thôi. À, hồ kích thước tiêu chuẩn của em nó là 1m2, 60, 60 hoặc là 50, 60 đều ok hết. Nhưng mà nếu mà chiều rộng mà 50 thì nó hơi hẹp so với con cá một chút xíu. Nhưng mà không vấn đề gì nha anh em. Con cá vẫn quay đầu, vẫn bơi lội tung tăng bình thường. Thật ra cái cảm giác của anh em sợ là nó chật thôi. Nhưng mà con cá nó khéo lắm. Thật sự là nó bơi một cái góc độ là nó uyển chuyển. Cái con này gần như căng cứng luôn, lúc nào nó cũng vậy hết á. Body rất là đẹp. À, đáng để cho anh em chơi lâu dài. Đó. Và tuổi của em nó là 2 tuổi nha anh em. Nó vẫn còn non nớt lắm. Nói chung là vẫn còn non lắm. Căng cứng luôn. Gần như là lúc nào nhìn nó lực. Con cá nhìn, chơi con cá mình nhìn phải tổng thể body nó phải lực. Nó đã khủng rồi, lớn rồi nhưng mà tổng thể con cá nó phải lực. Anh em hiểu ý em không ạ? Đó, từng cái viền vẩy, từng cái thật ra nếu mà chơi, xác định chơi em này nó phải chơi theo kiểu dị luôn ấy. Thường thì con bối màu vàng, càng vàng thì nó lại càng hay. Đó, càng vàng thì nó lại càng, em thấy nó là bình thường. Nhưng mà cái góc độ mà cái con cá mà con bối size lớn cỡ này mà cái lòng vẩy nó hơi tím nhẹ và cái phun viền bên ngoài của nó là màu trắng nhạt nhạt, thế mới hay. Thật sự thế, thật sự là rất hay, khá là hay, hấp dẫn đấy. Đó, thì em đang bán với em này giá hiện tại là 13 chấm nha anh em. Nói chung là cái giá đó là quá hợp lý so cho một em bối mà size lớn như này, chuẩn chỉ. Body đuôi càng đẹp. Ok chưa? Đó, em cũng có nhận giao lưu trao đổi từ các size nhỏ lên size lớn nha anh em. Ok, hẹn tất cả anh em một clip tiếp theo. Em sẽ quay thêm nhiều em đẹp 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 để gửi đến anh em chiêm ngưỡng nha.